Chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện các dự án nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và các sở ban ngành đơn vị liên quan. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ. Dự án nâng cấp tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3 được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại quyết định số 503 ngày 17 tháng 2 năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 212 tỷ đồng. Dự án được phân thành 3 khu theo 2 giai đoạn và hiện nhà thầu đang triển khai thi công tháo dỡ kiến trúc, di dời cây xanh, xây lại bậc cấp và làm móng phù điêu. Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh đây là công trình quan trọng có ý nghĩa rất lớn đối với thành phố và người dân Đà Nẵng. Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban quản lý dự án, nhà thầu, các đơn vị tập trung triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đặc biệt khảo sát nghiên cứu lại phương án xử lý tổng thể nền và móng công trình, mời chuyên gia tư vấn nếu cần thiết và xử lý tận gốc các vấn đề về sụt lún, giúp công trình khi hoàn thành thi công phải có hình thế vững chắc, cân bằng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý đến việc tôn tạo cảnh quan khu vực đài tưởng niệm trên tinh thần di dời tháo gỡ những thành phần công trình không phù hợp, giữ lại mảng kiến trúc mang tính văn hóa lịch sử, đồng thời bố trí về cây xanh, tiểu cảnh hợp lý, tạo không khí trang nghiêm tại đài tưởng niệm.